Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin, kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn về một loại mặt nạ mới, đó là bột lạ, mặt nạ trà xanh nhé. Đây các bạn, bột trà xanh này. Bột trà xanh của chúng ta có rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Đó, các bạn kết hợp với cái gì thì nó sẽ ra một mỗi một khi mà chúng ta kết hợp bột trà xanh với nhau với một cái loại nguyên liệu khác thì nó sẽ ra một cái công thức khác. Đó, thì ở đây tôi sẽ khơ sử dụng là cái bột trà xanh này. Tôi sẽ lấy một cái bột, một thìa bột trà xanh nhé. Và hai thìa mật ong. Không cứ gì là hai thìa mật ong thì các bạn có thể trộn theo một cái tỷ lệ mà các bạn cho bột trà xanh của chúng ta nó nhiều hay nó ít. Đây, sau khi mà các bạn đã cho hai nguyên liệu này vào với nhau rồi thì các bạn sẽ trộn đều lên. Đấy, một thìa bột trà xanh cũng được rất là nhiều. Mà tôi cho cái mật ong này vào thì nó cũng chưa thể nào mà nó hết được đúng không ạ? Thì chúng ta lại phải cho thêm. Tôi xin nói sơ qua một chút về cái công dụng của bột trà xanh nhé. Nếu mà mùa hè mà đắp mặt nạ trà xanh ấy, nó sẽ tăng cường được cái sức đề kháng cho da dưới cái ánh nắng mặt trời. Nó sẽ hạn chế bắt nắng và làm giảm nám tàn nhang. Đó. Thế thì đây này, các bạn nhìn này. Bây giờ tôi đã được một cái hỗn hợp đắp mặt nạ trà xanh như thế này rồi. Đó, với cái công thức như thế này thì các bạn rất dễ kiếm tìm và cũng rất là dễ làm đúng không ạ? Các bạn trộn đều hai nguyên liệu này với nhau. Chúng ta rửa mặt thật sạch nhé. Sau đó các bạn sẽ thoa cái mặt nạ này lên da. Các bạn để trong vòng 30 phút. Sau đó các bạn sẽ rửa lại bằng nước sạch. Đó. Các bạn biết là cái trà xanh của chúng ta nó sẽ làm trẻ hóa cái làn da của chúng ta. Trong khi mật ong ấy cũng rất là tốt. Mật ong của chúng ta là sẽ có tính sát khuẩn, dưỡng ẩm, mịn màng. Đó. Thì các bạn một tuần các bạn làm hai lần cho tôi như thế này thì các bạn sẽ thấy làn da của chúng ta nó sẽ vô cùng hiệu quả. Đó thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách mà làm mật nạ mật ong với trà xanh là như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên like video, đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới hay nhất, bổ ích và thú vị đến từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!